Đấy, bây giờ trắng chuyền nào, hai bạn trắng chuyền, 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 trắng chuyền. Rồi, mấy lần ạ? Ai nghĩ 13, ai đến đội 4 ạ? Ai 15 ạ? Ai 16 ạ? 16 chấp nhận vậy, chưa tính tiếp. Tí bây giờ đếm lại lần nữa. Trước khi đếm lại họ một câu thôi ạ. Trong lúc hai đội truyền thì có gì xảy ra? À, có con gấu. Mấy người thấy con gấu ạ? Rồi, rồi, một tràng vỗ tay những người không thấy con gấu. Xem lại con gấu này. Đấy, thấy chưa? Con tinh tinh to đùng chưa? To đùng chưa? Thế mà có nhiều người không thấy. Tại sao là nhiều người không thấy ạ? Tập trung. Còn những người không thấy là không thấy con linh tinh là với những người đảo mắt linh tinh. Thế nó bảo trắng chuyền cơ mà. Nên là tập trung vào trắng chuyền thì không thấy con tinh tinh. Còn những người nào đảo mắt linh tinh thì thấy con tinh tinh. Nhưng chưa kinh. Hỏi các bác anh chị rồi nha. Đội đen chuyển được mấy ạ? À, không biết đấy. Ta có bảo khách quan. Nếu khách quan thì biết cả hai đội chứ. Trên đời này có khách quan không? Không có khách quan. Thế ta có nói khách quan. Cha có khách quan đây gì cả. Tôi định vào là trắng chuyền, chứ là chỉ đếm trắng thôi. Và rõ ràng đội đen đến cũng chuyền. Ta nghèo cho gì ạ? Cho ta định ta nghèo thật hết. Vì ta nói là làm thế nào đỡ nghèo. Đỡ nghèo là gì chủ tịch? Đỡ nghèo là gì? Đỡ nghèo là hết nghèo rồi ạ. Đỡ nghèo là hết nghèo là vẫn là nghèo. Đỡ nghèo không bao giờ giàu được cả. Đỡ khổ là cái gì? Là vẫn khổ. Làm sao đỡ khổ làm sướng được không chứ sợ. Đỡ khổ là bớt đi tí thôi. Là đỡ thôi. Đỡ ngu là gì ạ? Đấy ta cứ dạy con. Học với tôi đỡ ngu. Làm sao? Đỡ ngu vẫn là ngu. Định chuẩn là sai. Nhắc nhở. Định mệnh. Định chuẩn. Sai một lý. Đi một sai. Chứ mà làm thế nào để giàu nhất thế giới? Thì không giàu nhất thế giới thì giàu nhất châu Á. Không giàu nhất châu Á thì giàu nhất ASEAN. Không nhất ASEAN thì nhất Đông Dương. Không nhất Đông Dương thì nhất Việt Nam. Không nhất Việt Nam thì nhất Hà Nội. Không nhất Hà Nội thì nhất Hà Nội 2. Không nhất Hà Nội thì nhất Hoài Đức. Không nhất Hoài Đức thì nhất Dương Liễu. Không nhất Đông Dương thì nhất Hội Trường. Không nhất Hội Trường thì nhất bên này. Không nhất bên này thì nhất Dãy. Nhất Dãy ngon rồi. Lúc nãy là tôi bảo đội 3 chai. Không 3 chai thì 2 chai. Không 2 chai thì 1 chai là con chết. Thì ta là gì ạ? Nghĩ sai, định chuẩn sai. Nhắc lại, định mệnh, định chuẩn. Sai một lý, đi vào sao. Nào, tay đâu? Đó lên, tay đâu? Tôi nói Dương Liễu, các anh chị và các bạn nói là xuất sắc vượt trội, giàu sang vinh quang nhá. Dương Liễu, xuất sắc vượt trội, giàu sang vinh quang. Được không? Thì mình không xuất sắc vượt trội thì xuất sắc vừa vừa ngon rồi. Không giàu sang vinh quang thì khá khá. Ấy, định chuẩn sai. Tất cả do mình định chuẩn sai thôi. Lãnh đạo giỏi, hỏi hay, làm thuê hay, trả lời giỏi. Xin lỗi thầy cô nhá. Đa số ta dạy gì ạ? Dạy trả lời, không dạy được câu hỏi. Làm thế nào xuất sắc nhất, làm thế nào giàu nhanh nhất, làm thế nhà môi trường sạch đẹp nhất. Mình đặt câu hỏi đúng là sống ấy. Làm thế nào cho đỡ bẩn. Làm thế nào đỡ hôi. Thì không có ít thì hôi nhiều. Vì trong đầu chưa hôi. Đấy. Tất cả do định chuẩn hết. Đấy. Nhắc lại định mệnh. Định chuẩn. Sai một lý. Đi một dạng. Đấy. Hai con dê có cầu không? Kết quả thế nào ạ? À, đấy là ngày xưa là hai con cùng rơi. Ngày này, ngày nay, con gì trắng thắng.
Tại đúng rồi, tại nó thành ạ, vì nó mạnh hơn. Tại nó mạnh hơn ạ. Vì cắt sóc con dê trắng, cô đánh con dê đen. Lúc nãy là trắng truyền, cha chỉ biết là trắng bao nhiêu thôi. Thì cô đơn vậy. Ta nghĩ về làm giàu thì chắc chắn ta làm giàu, không giàu ít thì giàu nhiều. Còn ta nghĩ đỡ khổ thì sao ạ? Không khổ ít thì khổ nhiều. Đấy. Chứ đừng nghĩ là cái gì ghê gớm ạ. Đấy, nhiều khi ta nghĩ được. Đấy, thói quen. Thực quyền là thói quen. Nhưng mà thói quen gì quan trọng ạ? Thói quen tinh thần trước đó. Tinh thần là quan trọng lắm. Bởi vì trên tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tức là phải định chuẩn là cả. Nhưng mà của ai là thuận vỡ, thuận trống, tay phải đồng cả. Thì phải làm thế nào đó? Thói quen tinh thần tập thể. Đấy, tuyệt tác là gì ạ? Thói quen tinh thần tập thể. Phải làm thế nào dương liễu xuất sắc vượt trội, giàu sang vinh quang. Làm thế nào dương liễu giàu sang nhưng mà xanh sạch đẹp. Mình định chuẩn như thế là mình có như thế. Còn mình bảo làm thế nào đỡ thối thì không thối ít thì thối nhiều, nhất là sát Tết, càng sát Tết càng thối. Đúng không? Tôi nói điều thì chết luôn. Càng sát Tết thì càng làm nhiều, càng nhiều tiền thì càng thối. Có một chất đầy xóm, chỗ nào cũng rong giềng, chỗ nào cũng rong giềng. Đấy, xả với xả là thế. Thì tuyệt tác, thói quen, tinh thần, tập thể. Anh chỉ điểm thức là thói quen như thói quen tinh thần. Giống như ta nói là tiên hồng lễ, hậu hồng văn. Đấy, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Và toàn là thuận vỡ, thuận trống, tát biển ông cả. Nước nổi, thuyền lên. Nước nổi, bèo nổi. Thay những thói quen đó. Đấy, tuyệt tác, thói quen, tinh thần, tập thể. Đấy, 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 đấy. Tuyệt tác, thói quen, tinh thần, tập thể. Dương liễu, xuất sắc vượt trội, giàu sang vinh quang nhá. Dương liễu, xuất sắc vượt trội, giàu sang vinh quang. Sướng không ạ? Được. Mình nói là nó đến thôi. Mình nói là đến. Đấy, nước mình năm nay là hai cái giải vàng to đùng đúng không ạ? Hoàng Xuân Vinh nhất thế giới. Cái gì hôm qua mới nhất thế giới? Lê Công Văn nhất thế giới. Phá kỷ lục thế giới luôn. Phá kỷ lục thế giới luôn. Thế ta đẩy tài thế, mình nhìn nó kinh rồi. Mình khỏe cái này nhìn một bên nó kinh. Chứ ông ấy thế mà ông đẩy hai bên. Mình mà nhất một bên là giỏi rồi. Tôi thấy mỗi bên là ba cái to đùng này. Đấy, phá kỷ lục thế giới luôn. Nhất Olympic, nó là Paralympic. Là danh người từ lần, nhưng mà phá kỷ lục thế giới luôn. Đấy, thì tất cả là chỉ là định chuẩn. Nếu mà đó, định chuẩn tinh thần, tập thể. Định chuẩn tinh thần, tập thể. Đấy, cả xã mình quyết tâm xuất sắc một đội giỏi sang vinh quang. Cả xã mình quyết tâm xanh sạch đẹp thì nó có hết. Đấy, có hết. Và quan trọng nhất là gì ạ? Hỏi một câu nữa, sắp được nghỉ mấy phút thôi. Làm thế nào giàu và tại sao nghèo? Rồi, thế là gì? Phương, chị nghĩ chị là người thế nào? Không nghĩ gì được. Kinh tế đi. Em là người bình thường. Thế đầu óc đi. Không thế đấy. Thế có bao giờ giàu được không? Không có thể. Mình nghĩ là mình bình thường thì mình làm bình thường. Ô, do mình. Thế nhiều khi ta nghĩ người khác. Chị tên là gì? Tên là Phương. Phương, cũng là Phương. Đầu óc thế nào? Thoải mái. Thoải mái. Kinh tế thế nào? Kinh tế trung bình. Đấy, lại trung bình. Đấy, cái trích của ta là thế. Khi mình nghĩ trung bình thì sao ạ? Mình làm trung bình. Đấy, các chị cùng chúng ta chở hết con người đó. Khi mình nói như thế là mình sẽ làm như thế. Hết. Mình định chuẩn mình trung bình, thế mình làm trung bình. Mình định chuẩn mình bình thường, thì mình làm bình thường. Tất cả là do định chuẩn hết. Đố anh chị tại sao Nguyên nó làm được? Đố anh chị đấy. Tôi bác theo Nguyên nó giỏi đấy. Đố anh chị đấy. Vì nó không biết giới hạn. Khi ông thầy đến cái ngã thấp ở nhà mà tôi thấp thế này. Khi ông thầy đến là ông thầy giỏi nhất xiếc Việt Nam đến là gì ạ? Ông bảo cái trần nhà này không tung được 7 bóng. Còn bây giờ nó tung là 9 bóng. Vì nó không biết giới hạn. Còn tất cả tinh tập là sao ạ?
làm sao mà bằng thầy được. Cô nó biết Nguyên, Nguyên lên đây bảo là Nguyên nhanh lên nhanh con. Thầy nó chỉ tôi phải báo các bác nhá. Thầy Nguyên ấy, nhất sĩ Việt Nam đấy. Bao nhiêu nào? 11 ạ. Đấy, 11 báo. Đấy, tôi đưa điện thoại nó bảo. Con cứ tập đi, ông cho cái điện thoại này. Đấy. Nó có biết sợ không? Không. Tại sao nó lấy chị Hằng chỉ đội được 2 chai ạ? Cô thu được 3 chai thì tao đội được 2 chai. Chứ lúc đầu sao ạ? Không, đội một cấp không, em không đội đâu. Do cái gì? Do mình định chuẩn thôi. Không đội đâu, kinh lắm. Sao đội 2 chai con chết? Tất cả là do tinh thần thôi, thái độ thôi. Mà ta lại học sai. Nhắc lại, siêu nhân, siêu chuẩn. Đại nhân, đại chuẩn. Bất chuẩn, bất nhân. Định mệnh là định chuẩn. Sai một lý, thì một dạng. Để tôi nói thêm cái này để chúng ta hiểu một tí, để thay đổi chính mình đi. Khi ta gặp người khác thì việc đầu tiên là gì ạ? Chào. Là họ trong ta, họ là ai? Ô bác, để bác tên là gì ạ? Ông Hùng. Đấy, à, ông Hùng. À cô Nga thì ông tên vợ mình, Nga nào đánh đá. Đấy, sinh, tuy sinh nhưng đánh đá. Đấy, chuẩn luôn, siêu chuẩn luôn. À, ta trong họ. Vậy thì cái việc mình phải làm là gì ạ? Đấy, cái này cái nhà doanh nghiệp phải biết nha, nhất là xã mình làm kinh doanh. Ta trong họ thì mình phải làm gì? Họ trong ta thì mình phải làm gì? Ta trong họ. Mình phải xác định mình, hiểu họ cho mình xác định mình. Đấy. Mình phải định chuẩn mình. Nhưng mà muốn định chuẩn họ trong ta và ta trong họ thì là sao ạ? Phải ta trong ta. Nếu ta là nghĩ ta bình thường, ui em dở ơi mà bác chấp em làm gì, xã phải thế nào, ui xã em chán lắm. Thì cuối cùng cái gì xảy ra? Em dở ơi và xã em chán. Chắc chắn xã em dở ơi. Ôi cái nhiều người ta là sai về khiêm tốn, cứ tự tránh mình là khiêm tốn. Khiêm tốn là nhất định em phải giàu lên, nhất định xã em phải xuất sắc, nhất định xã em phải xanh sạch đẹp. Thì ta lại không nói như thế, mà ta đến đâu thế? Đây rất định kiến xấu về mình. Ôi em dở ơi mà bác chấp gì em, sao em chẳng lắm. Mà mình định như thế là sao ạ? Mình sẽ làm như thế. Nhiều khi nó đơn giản vô cùng luôn. Chúng ta cứ học những cái quá siêu, quá phức tạp. Nếu mình không nói là mình xuất sắc thì sao ạ? Nói ít nhất là nói gì? Em học để xuất sắc hơn, em tập để xuất sắc hơn, hoặc là em nhất định em học để em giàu hơn, chứ đừng nói là em nghèo lắm. Mà mình định nghèo thì sao ạ? Mình anh đâu nghèo. Nhiều khi nó đơn giản vô cùng các bác anh chị ạ. Tại sao nước mình nghèo ạ? Hai câu cơ bản nhất học từ bé đến giờ, cô Nga, đói cho sạch, tranh cho thơm. Nó định mệnh ở trong đầu rồi, đói cho sạch, tranh cho thơm. Nghèo được không? Nhà mày chỉ có nghèo thôi, đừng có thối là được. Đói cho sạch, tranh cho thơm. Ta định sai. Có hai câu khẩu hiệu nên dán ở đây mà không thấy dán. Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn chủ, lớn mình phải dán khắp nơi. À các bác nhá, tại sao năm 45 ta giành độc lập ạ? Đoàn kết, sức mạnh ghê gớm nhất là gì ạ? Năm 45 giành độc lập ạ? Người cày có ruộng hết. Ông Hồ ông nói người cày có ruộng, ông nào cũng theo hết. Câu ấy mới là kinh. Tại sao bây giờ ta khá hơn ạ? À? Vĩnh Phúc là ông gì? Khoán 10 là ông gì? Ông Kim Ngọc. Thì cũng học bác Hồ cứ bảo ca ngợi ông ấy. Ông đã trả ruộng cho dân ấy. Đúng không? Khoán 10 là trả ruộng cho dân gì đâu. Tại sao ta giành độc lập tự do? Không có gì khiến độc lập tự do. Cô có nói thế, cho lên cả nước lao là có một khẩu hiệu thôi. Thế bây giờ tại sao tôi chưa giàu ạ? Có không nào đâu. Đây hội trường chính của xã này, chả có chút nào giàu cả. Đổi mới đâu đâu, à đây, tốt. À được, lâu lắm một trạm của tài sản nào. Chứ em đi các nơi đâu có. Em mà là chủ tịch nước ấy, thì tất cả là dân giàu, nước mạnh, xoay câu này. Đấy, dưới câu này thì để câu ấy. Khẩu hiệu nó phải thôi thúc con người.
khẩu hiệu nó phải thôi thúc một người, chứ khẩu hiệu mà không thôi thúc ai khó lắm. Đấy, đấy thì đúng rồi, nó bắn chỉ thiên. Lúc em dạy thì con đây, hái tiền hiến tài. Thấy rất thích. Ông muốn hái tiền phải hiến tài, chứ không nên cướp người ta được. Tài sản, tài năng. Đấy. Tài sản, tài năng. Tài sản lớn nhất là tài năng. Anh phải có tài năng mới được. Thì biết là tài sản tài năng thì nó mới luyện tài, chứ không là nó nên cướp. Đấy. Chung sống win win thì thắng thắng thắng, chứ lâu nay học là theo tên là chung sống win win là thắng thắng là hạ quyền lợi nhóm, nhưng chung sống là nhận thắng thắng thắng, tôi thắng ông thắng hàng xóm thắng, chứ tôi thắng ông thắng hàng xóm chết này cũng được, không phải thắng thắng là win win được cô Dung nhé. Đấy, cô Dung với cô Tâm làm thứ tây này hay theo tây là nguy hiểm lắm, cứ win win là nguy hiểm lắm. Win 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 định chuẩn, để chắc lại định đấy định chuẩn. Sai một ly đi một dặm, sai một ly đi một dặm. Khả năng con người là vô hạn, tất cả chỉ là thói quen tinh thần của tập thể. Một mình không được đâu, là thói quen tinh thần của tập thể. Nhắc lại, tuyệt tác thói quen tinh thần tập thể, tuyệt tác thói quen tinh thần tập thể. Bây giờ chúng ta là khẩu hiệu nó không rõ ràng, tại sao xã hội ta đang đen tối ạ? Việc chính ta làm là gì ạ? Chống tham nhũng nguy hiểm vô cùng luôn. Việc chính không thể chống tham nhũng được. Việc chính là khuyến khích làm giàu. Thì ta là sáng là cướp giết hiếp, tối là hiếp giết cướp. Thì trong đầu chúng ta chỉ có cướp giết hiếp. Và càng chống tham nhũng thì sao ạ? Càng tham nhũng. Càng chống tham nhũng thì càng tham nhũng. Cái thời bắt đầu xây dựng của ta tiến lên là thời nào mới nhìn thấy đâu? Thời đại thắng Mỹ là Bác Hồ là suốt ngày chỉ có nói dạ gương người tốt được tốt, anh hùng chiến sĩ thi đua. Còn thời Nguyễn Văn Linh là dạ những việc cần làm ngay. Còn ta bây giờ suốt ngày là sáng là hiếp giết cướp, tối là cướp giết hiếp, trong đầu chỉ có hiếp giết với cướp thôi, nguy hiểm vô cùng luôn. Tôi nói thật các bác, cái chuyện là tôi không xem thời sự, đang ăn cơm lại chết người, ui kinh. Đang ăn cơm lại chết người, đang ăn cơm lại đi tù, ăn cơm lại bắt hết. Thì khó nhất là gì ạ? Nhắc lại, Dương Liễu xuất sắc vượt trội, giàu sang vượt vàng. Tay đâu, tay đâu? Dương Liễu xuất sắc vượt trội, giàu sang vượt vàng. Đập tay mạnh mà nó khỏe. Đấy. Rồi câu hỏi thắc mắc gì? Mấy phút nữa là nghỉ thôi. Học rất là nhiều rồi. Hỏi mấy chị trẻ một câu nữa là nghỉ nhá. Hoài bão của chị là gì? Em có mong muốn là công việc ổn định, gia đình có một công việc ổn định, gia đình phúc. Thế đời làm chả không bao giờ giàu được cả. Đấy, đời chúng ta không giàu thế. Chị em có thêm giàu thêm ạ? Muốn giàu thêm, thêm đấy, cho 1.000 nữa giàu thêm đấy. Đây đấy, thêm chưa? Nhắc lại không cụ thể là cũng không thể. Thêm chưa? Đây, thêm rồi. Giàu thêm cái gì đấy? Thêm chưa? Chết người ta đâu không đúng. Có chị còn bảo là thầy ơi em muốn nhiều tiền. Đây, nhiều chưa? 1.000 là nhiều đấy, 22.000 nhiều chưa? Cầm lấy về đi. Thì chết là ta đặt mục tiêu sai. Nói thật cái gì là buồn nhất nha. Chúng ta không dạy hoài bão, không dạy ước mơ. Đa số ước mơ là gì? Đỡ nghèo, đỡ khổ, đỡ nhục. Ngay bây giờ nói 1 triệu đô có phải là nhiều đâu? Không. Nhà nào mặt tiền ngon là triệu đô rồi. Hà Nội bây giờ là nhà nào mặt tiền ngon là triệu đô rồi. Phố cổ Hà Nội không cái nào dưới triệu đô hết. Bây giờ muốn giàu là phải tỷ đô. Và không được nói là nhiều tiền, mà phải nói em phải có triệu đô. Phải có tiền tỷ. Ông, thì mình nói thì mình thích làm. Chứ ta nói là có nhiều tiền không được đâu. Đấy, khó nhất là gì ạ? Tôi hỏi các chị nhé, đây đây, tôi đi cả nước này tôi dạy, hỏi trẻ con, hoài bão con là gì? Không biết chứ. Ai biết? Hỏi mẹ con ấy, mẹ là chú hoài bão đâu mà hỏi con. Mà không có hoài bão con làm được không? Không. Rồi, đứng dậy hát một bài, thay đổi không khí, là sống phải mơ. Xong một tí nó về thôi, đứng dậy, thay đổi không khí.
Một tí nữa thôi. Vỗ tay. Dù chỉ một lần ăn to lên ạ. Ôi bao qua suy nghĩ tới nơi tôi tôi muốn đi về nơi ý chí được bình yên. Sống là phải mơ bên cạnh ta, dù ta nhắm mắt lắm bao điều khát vọng. Biết ta là ai để cuộc sống rơi ra làm đánh mất. Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình. Hiểm dễ kiếm nhưng dung dễ làm người. Đối thay lòng nhiều hơn, mất tất cả niềm vui. Điều xin hãy nhớ mất chính mình. Hướng đến niềm tin mà tôi hướng đi.